Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Quyện đoàn Thoại Sơn tổ chức hội thi tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp cách mạng Bác Tôn cho đoàn viên chi đoàn ngành và đoàn xã thị trấn, học sinh 4 trường trung học phổ thông. Tham gia hội thi 11 đội trải qua 3 phần, thi tự giới thiệu về thành viên trong cụm, các hoạt động của đoàn, ý nghĩa của hội thi thông qua hình thức trình chiếu video clip, hoặc phối hợp vừa trình diễn sân khấu vừa trình chiếu video clip, hoặc bình hình thức hò về thơ ca, thời gian không quá 3 phút. Phần thi kiến thức trả lời nhanh các câu hỏi, nội dung xoay quanh cuộc đời sự nghiệp cách mạng Bác Tôn. Cuối cùng là phần thi hiểu ý đồng đội. Ban tổ chức trao giải nhất cụm 1 đoàn ngành, giải nhì cho trường trung học phổ thông Giọng Thi, giải ba cho trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại và các giải khuyến khích.